sẽ đưa điện thoại cho người hay đi vệ sinh nhất lớp. Tớ sẽ đưa điện thoại cho người thối chân nhất lớp. Tớ sẽ đưa điện thoại cho người hay đánh nắm nhất lớp. Tớ sẽ đưa điện thoại cho người đáng yêu nhất lớp. Thế không ai nhận à? Bởi vì những người đáng yêu nhất chính là các bạn fan đang xem video này. Các bạn hãy mau chóng đăng ký kênh lớp học CQ để trở thành thành viên đáng yêu nhất nha. Yes. Tôi sẽ tắt máy. Chuông treo rồi mà đứng đây làm gì? Đi vào lớp. Vâng ạ. Cái lớp học CQ này là nghịch ngợm lắm. Không biết trong giờ là có các kiểu học sinh như thế nào. Các em hãy xem hết video. Bạn nào mà không nghiêm túc, mách cô trừ điểm nhá. Romeo. What? Uh-huh, this my shit. All the girls that feel like this.
Rồi kìa, cậu biết tin gì không? Hôm qua nhá, cái Xuân với cái Hạ hẹn nhau đánh nổ ở trong trường đấy. Thế vừa là lù mà. Tiếng gì xì xầm gì xầm thế nhỉ? Tôi xem em có ngủ nữa không?
Later. Quay lại? Sao giờ này Tamino vẫn chưa quay lại nhỉ? Em đi đâu? Em đi ra ngoài xem Tamino thế nào cho cô. Mau chóng bấm đăng ký kênh để channel Lớp Học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.